Trẻ biếng ăn lâu ngày sẽ gây nên những hậu quả khó lường như trẻ suy dinh dưỡng, sụt cân, chậm phát triển trí tuệ, gầy yếu, hay ốm. Vậy ba mẹ phải làm gì khi con có những biểu hiện của biếng ăn lâu ngày? Cùng Tuấn thầy thuốc tìm hiểu ngay nhé, biểu hiện biếng ăn lâu ngày ở trẻ, trẻ biếng ăn lâu ngày sẽ có những biểu hiện sau đây. Trẻ biếng ăn lâu ngày có biểu hiện sụt cân, nếu lâu ngày bé không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì bé sẽ không có năng lượng để cung cấp cho cơ thể khi thâm hụt một nguồn năng lượng lớn thì trẻ dần sẽ bị sụt cân trẻ biếng ăn lâu ngày có biểu hiện suy dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể trong một thời gian khá dài bé sẽ có những biểu hiện của suy dinh dưỡng như mệt mỏi hay ốm vặt quấy khóc khi bé biếng ăn lâu ngày có những biểu hiện của suy dinh dưỡng ba mẹ nên quan tâm đến bé hơn vì suy dinh dưỡng không biểu hiện hẳn ra ngoài mà âm thầm gây hại đến sức khỏe của bé Trẻ biếng ăn lâu ngày dễ bị suy nhược cơ thể, trẻ biếng ăn lâu ngày dễ bị suy nhược cơ thể do bé không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Sức khỏe không đảm bảo lâu dần dẫn đến suy nhược cơ thể, trẻ biếng ăn lâu ngày có biểu hiện ngậm thức ăn không chịu nuốt. Ngậm thức ăn không chịu nuốt là tình trạng chung của trẻ bị biếng ăn. Khi trẻ biếng ăn sẽ có biểu hiện ngậm thức ăn lâu gây mất thời gian của mẹ và cũng khiến bé không muốn ăn. Khi bé có biểu hiện ngậm thức ăn như vậy ba mẹ không nên la mắng trẻ. Không nên đánh trẻ. Hãy có những cử chỉ ân cần dỗ dành trẻ, trẻ biếng ăn lâu ngày sẽ có biểu hiện nôn chớ khi ăn. Ngay cả khi bị ba mẹ la mắng thì trẻ vẫn có những biểu hiện nôn chớ. Nôn chớ khi ăn là biểu hiện thường thấy của những bé bị biếng ăn lâu ngày. Khi trẻ nôn chớ như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến hệ tiêu hóa của bé. Ảnh hưởng đến dạ dày. Cơ thắt dạ dày thực quản, thực quản, hầu họng, trẻ biếng ăn lâu ngày có biểu hiện táo bón. Tiêu chảy, khóc lóc. Những biểu hiện táo bón, tiêu chảy và quấy khóc đặc biệt có ở những trẻ biếng ăn lâu ngày. Bé biếng ăn lâu ngày sẽ có những biểu hiện như vậy do khả năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể bị thâm hụt. Khi thiếu chất dinh dưỡng thì hệ tiêu hóa của bé cũng yếu kém theo. Khi hệ tiêu hóa yếu kém sẽ gây ra vòng tròn bệnh lý. Biếng ăn lâu ngày, suy giảm chức năng tiêu hóa, suy nhược cơ thể, biếng ăn lâu ngày. Trẻ biếng ăn lâu ngày gây ra những hậu quả nghiêm trọng nào? Trẻ biếng ăn lâu ngày khiến bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Gây chậm phát triển trí tuệ, trẻ biếng ăn lâu ngày gây suy giảm miễn dịch, biếng ăn lâu ngày gây rối loạn tăng trưởng. Biếng ăn lâu ngày gây ảnh hưởng đến các chỉ số cảm xúc ba mẹ nên cố gắng không để cho bé gặp phải những hậu quả như vậy. Khi có những biểu hiện như vậy thì ba mẹ nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Các biện pháp khắc phục hiện tượng trẻ biếng ăn lâu ngày. Quan tâm đến khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn lâu ngày, khi bé biếng ăn lâu ngày ba mẹ nên thay đổi chế độ dinh dưỡng cũng như khẩu phần ăn cho bé. Chế độ dinh dưỡng đặc biệt nên được quan tâm. Thay đổi chế độ dinh dưỡng cũng như khẩu phần ăn là làm những gì? Nếu trước đây là nấu những món ăn đơn giản, ít cầu kỳ thì nên thay đổi khẩu phần ăn đa dạng cho bé. Thay đổi như vậy sẽ khiến khẩu vị của bé được cải thiện đáng kể do luôn được tiếp xúc với nguồn thực phẩm mới lạ. Không cho bé ăn nhiều loại đồ ăn vặt khi cho bé ăn nhiều đồ ăn vặt khác nhau khiến bé không có hứng thú với bữa ăn ở bữa chính. Điều này vô tình khiến bé bị biếng ăn. Không những thế đồ ăn vặt bây giờ chứa khá nhiều dầu mỡ. Chất béo có hại cho sức khỏe bé thay vào đó ba mẹ có thể cho bé ăn vặt bằng những món ăn có lợi cho sức khỏe như hoa quả trái cây tươi nước ép những đồ ăn vặt này không những cung cấp vitamin cho bé mà còn giúp hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh hơn không ép buộc bé ăn tạo tâm lý không thoải mái trong bữa ăn trong bữa ăn không nên gây tâm lý căng thẳng cho bé vì nếu không khí bữa ăn căng thẳng bé sẽ sợ ăn khi có một tâm lý đề phòng với bữa ăn bé sẽ vô cùng khó khăn luôn cho bé ăn đúng giờ và cho bé ăn cùng với gia đình khi ba mẹ cho bé ăn vào một giờ cố định sẽ tạo nên thói quen cho bé ngoài tạo thói quen tốt thì khi được ngồi ăn cùng với gia đình sẽ kích thích bé ăn ngon hơn không cho bé uống nhiều nước khi ăn hoặc không để bé ăn nhiều hoa quả ngay trước khi ăn nếu cho bé ăn quá nhiều hoa quả hay uống nhiều nước trước khi ăn thì bé sẽ bị đầy bụng bị no đến bữa khả năng muốn ăn sẽ không còn tốt nữa hãy là những ông bố bà mẹ thông thái để có thể lựa chọn được những phương pháp hợp lý nhất cho bé nhà mình nhé hotline 0929197777 để nhận được tư vấn từ dược sĩ chuyên môn. Đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích. Kết nối với công ty Amano Nhật Bản. Hotline 0929197777, website www.amanopharma.com, fanpage Facebook, https www.facebook.com gạch chéo Amanopharma.